Sáng ngày 27 tháng 7, trong không khí trang nghiêm thành kính, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Tiên đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đúng 7 giờ 30 phút, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các chiến sĩ đã ngã xuống cho đất nước đứng lên. Trong điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên Lưu Khắc Dũng nhấn mạnh, trải qua hơn 300 năm khai mở, xây dựng và phát triển ở Hà Tiên, cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer luôn gắn bó bên nhau để chống chọi với những khắc nghiệt của thiên nhiên và đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giữ yên bờ cõi. Từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo, quân dân Hà Tiên đã cùng cả nước đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, một lần nữa quân dân Hà Tiên đã góp phần đập tan mưu đồ xâm lược của bọn diệt chủng Pol Pot để giữ gìn từng tấc đất quê hương. Với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, bao cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và mãi mãi nằm lại trên mảnh đất biên thùy. Và ở nghĩa trang thành phố Hà Tiên, có nhiều ngôi mộ chưa rõ thông tin, vì thế tên của các anh gắn với chiến công lịch sử. Hôm nay, nơi đây đón thêm một đồng chí trở về bằng quyết tâm cao nhất, Đảng bộ và nhân dân Hà Tiên nguyện đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng Hà Tiên ngày càng phát triển toàn diện, xứng đáng là một trong 3 thành phố lớn của tỉnh.